thì những cái nhà mặt tiền này thì nó chỉ được lúc này thôi, chứ em nghĩ lúc đó là nó mất cái vị trí mặt tiền đó, nó không có được ngon lành như giờ đâu, tại vì nó bị che chắn hết rồi. Đèn xanh được đi thẳng nè. Để em tới ngã ba đường Phạm Văn Hai nha. Phạm Văn Hai cũng là một cái đường trục đường nối giữa qua Tân Bình, nối bên đây sao nè. Thấy khá là vắng ha. Này chắc đi vô đường khúc rồi xong rồi đi ra thôi. Trong đây thì bán dài bán dép là khá là vắng vẻ luôn. Bây giờ là 8 giờ mấy, 8 giờ 44 phút cũng là giờ cao điểm ha. Nhưng mà thấy buôn bán cũng vắng, không có nhiều khách lắm. Này đi vòng ngã sau nè. Em kính chào ông bà cô chú anh chị các bạn ha. Sáng nay là em đang có mặt tại ngay chỗ đường Cách Mạng tháng 8. Phía trước cả nhà đó là cái bệnh viện, cổng bệnh viện Thống Nhất phía bên đường Cách Mạng tháng 8 ha. Thì bệnh viện Thống Nhất là một cái bệnh viện ngày xưa trước năm 1975 có tên là bệnh viện Vì Dân. Thì do của phu nhân của ông Nguyễn Văn Thiệu xây khởi xướng để phục vụ người dân, rồi dành cho những người nghèo đó cả nhà. Thì một số ông bà cô chú anh chị hải ngoại thì đi xa rồi cũng nhớ cái bệnh viện này ha. Thì bệnh viện này được xây dựng vào ngày 17 tháng 8 năm 1970, đó nhờ sự tín nhiệm và giúp đỡ của các nhà hảo tâm và các cơ quan từ thiện trong nước và ngoài nước, cơ quan quốc tế. Ngày 4 tháng 9 năm 1971, bệnh viện Vì Dân khánh thành. Các khu ngoại chuẩn, thí nghiệm và quan tiến ít. Đích thân bà Nguyễn Thị Mai Anh phát biểu trong buổi lễ. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là người cắt băng khánh thành ha. Đó thì đây là một bệnh viện của phu nhân tổng thống. Ngày xưa người ta xây một cái bệnh viện để mà dành cho những người nghèo mà không có điều kiện đó. Thì bây giờ là bệnh viện này trở đổi tên thành bệnh viện Thống Nhất để mà điều trị cho cán bộ. Tuy nhiên sau này thì cũng mở rộng ra có điều trị cho người dân nữa, cho nên bây giờ nó cũng đông đúc hơn hồi xưa. Thời mới trước thì chỉ dành cho cán bộ thôi, tuy nhiên thì cái nhu cầu của người dân rất là nhiều đó, thành ra bây giờ cũng có khám chữa bệnh cho người dân. Cái ý nghĩa từ cái tên bệnh viện Vì Dân ngày xưa là từ bệnh viện tư ha, nhưng được điều hành như bệnh viện công, nghĩa là không thu viện phí, không thu tiền khám chữa bệnh luôn, không thu tiền các loại thuốc thông dụng có sẵn ở bệnh viện. Những loại thuốc đặc trị thì bác sĩ ghi to, gia đình bệnh nhân có phải đi mua ở các nhà thuốc tây. Bệnh viện là nơi người ta làm từ thiện bằng tiền và tấm lòng, người có tiền thì tặng tiền cho bệnh viện hàng tháng hàng năm, còn người có lòng thì tùy tâm khả năng của mình đóng góp, như bác sĩ thì đóng góp tài năng và lao động và đóng góp sức lực nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân ha. Thì bây giờ sáng nay em sẽ gửi đến cả nhà những hình ảnh mà đường Cách Mạng tháng 8 này và những cái cung, những cái chợ rồi này kia em sẽ gửi đến cả nhà ha. Thì để xem coi hôm nay là coi như thấy là trước phía bên kia em thấy là đã giải tỏa rất là nhiều cái nơi mà để làm cái tuyến metro số 2 nè. Đó. Đó, bây giờ làm ống nước mà lợi quá trời luôn. Nói chung là chỗ này đập tan tành hết luôn ha. Rồi đang đi đường ống lại để đi ống nước lại. Đây một cái cổng bệnh viện Thống Nhất rất là rộng luôn, nơi khám chữa bệnh cho người dân rất là nhiều ha. Bây giờ người dân cũng đi khám được rồi. Tuy nhiên thì bây giờ thì thật ra mà nói thì ngày trước thì nhiều khi trình độ bác sĩ ấy thì, nhưng mà bây giờ những cái nơi này thì người ta khám chữa bệnh nhiều, thành ra trình độ bác sĩ rồi nó cũng được nâng lên rất là nhiều, do cái người ta nói trăm hay không bằng tay quen đó.
Còn điều trị cho cán bộ cao cấp rồi này kia đó thì đôi khi bác sĩ không có được phát huy cái nghề. Thì có một cái mình có ông bác ông cũng làm cán bộ đó, thì ông cả nó khó trị cho cán bộ là nhiều khi sao là cán bộ thì hay nhậu, ngoại giao tiếp khách này kia hoặc là thì có khi không có tuân thủ theo lịch trình của bác sĩ, cho nên nó nhiều khi rất là khó hết ha. Cho nên là nó cũng có nhiều cái chuyện khôi hài. Nói chung cán bộ thì rất là hay nhậu, cái ngành nghề đặc trưng của họ. Thì cho nên là điều trị nó hơi lấn cấn vậy đó. Bây giờ bác sĩ thì kêu kiên đã được cái hãng 8 nè, chờ Blue Exchange đóng cửa ha, Zippo nè, bữa nay quay đường cách mạng 8 là banh chành hết rồi nè đó. Mấy cái nhiều cửa hàng giờ đóng cửa, 257 nè, Room for Rent, khách sạn gì nè, trời đóng ngon một giải luôn nha, thấy không? Trên màn hình là cả nhà có thể thấy ha. Em không cần quay cận cảnh đâu, tại vì cái đường này nó đã nổi tiếng quá rồi, nó nổi tiếng là đóng cửa nè. Đó, đây nè, giải này luôn cả nhà, giải này luôn, 9999, 3 số 9 nó cũng đóng cửa luôn. Giờ này là 8 giờ 36 phút rồi cả nhà, không ai kinh doanh mà giờ này mà không mở cửa đó. Giờ này không mở cửa thì ngủ luôn cho rồi, buôn bán gì 8 giờ mấy rồi, không mở cửa rồi. Cho thêm mặt bằng nè ha, rất là nhiều luôn. Thì mình đi sẽ đi tiếp trải nghiệm cái con đường này. Đường cái mạng 8 này là một cái những trong cái trục đường chính, những cái người dân ở ngoại ô như quận 12 rồi đó, họ sẽ đi Trường Chinh rồi thẳng xuống đây, rồi họ đi từ đây về quận nhất. Cho nên những con đường này là thường hay kẹt xe buổi sáng buổi chiều, trời ơi đập phá ráo nè, quá trời luôn. Chỗ này làm cái giống như cái ga lớn là sao đó, cho nên là đập phá quá trời, thấy không, rộng rinh luôn. Xe hơi mới đẹp quá, đây chiếc Civic nè, ở Việt Nam giờ xe hơi mới rất là nhiều ra liên tục. Trời ơi, đẹp không, rộng rãi không, đập quá thì đập luôn. Mấy cái chỗ này thì mai mốt làm mà nhà ga, mà nhìn giống mấy những nhà ga ở ngoài Thủ Đức á thì biết cái quy mô nhà ga nó rất là rộng ha. Thì những cái nhà mặt tiền này thì nó chỉ được lúc này thôi, chứ em nghĩ lúc đó là nó mất cái vị trí mặt tiền đó, nó không có được ngon lành như giờ đâu, tại vì nó bị che chắn hết rồi. Đèn xanh được đi thẳng nè. Để em tới ngã ba đường Phạm Văn Hai nha. Phạm Hai cũng là một cái đường trục đường nối giữa qua Tân Bình, nối bên mấy quận kia, thành ra nó đông lắm. Trên đường Phạm Văn Hai có một cái tiệm vàng cách đây mấy tháng là không bị công an bắt, cái tội là chủ tiệm vàng tham gia rửa tiền, số tiền rất là lớn nha, trời ơi mấy ngàn tỷ gì đó, mấy chục triệu, mấy trăm triệu đô gì đó, ghê kinh khủng lắm. Cho nên là bị cảnh sát quốc tế Interpol đó, thông báo Việt Nam bắt tội rửa tiền đó. Một cái tiệm vàng nhỏ nhỏ thôi mà rửa tiền kinh khủng luôn. Nói chung là có nhiều cái chuyện làm ăn mình không thấy nên nói trước được ha, thấy vậy chứ không biết phải vậy không. Ở Việt Nam nó vậy đó, ở đâu cũng vậy hết, làm ăn là thấy cái bề ngoài vậy đó, nhưng mà đặc biệt Việt Nam nhiều hơn, Việt Nam bị phong bạc nhiều hơn. Nhiều khi ta phong bạc người ta Việt Nam có từ mới là phong bạc đó nha, khoe họ giàu này đủ họ để mà họ lừa đảo cho nó dễ, giống như vợ chồng cái diễn viên Đoàn Dĩ Băng gì đó ở Phú Mỹ, ở nhà bè á, nhưng mà nổ nhà quận 7 rồi mua nhà mấy trăm tỷ rồi quảng cáo làm phim là ba trích 70% lợi nhuận phim để mà làm từ thiện đó, nhưng mà cuối cùng đâu có làm gì đâu đó. Ở đây cái đường này mới mở nè, đường này làm rộng ghê luôn, đường nó mở ra thì giải quyết kẹt xe trên đường Bắc Hải nè. Công viên Lê Thị Riêng, em tới đây là công viên Lê Thị Riêng nè cả nhà. Nay sao họ che chắn rồi hết rồi, họ đang làm ha. Đây em quẹo công viên Lê Thị Riêng cho cả nhà xem. Ngày xưa ở đây là cái nghĩa địa nha, nghĩa địa hồi trước năm 1975, rồi sau này nó lọt thỏm vô làm như trong lòng thành phố vậy đó. Cái người ta không có người ta phải dời nghĩa địa ra,
rồi làm công viên. Những người nào mà yếu yếu đi khuya khuya đây nhiều khi cũng gặp lắm, mấy ông mấy anh mấy chị trong đây đi tới lui đi, lướt đi mây về gió. Em nói cả nhà hiểu ha. Đây có hội chợ gì nè. Chợ ở đây giờ làm gì mà, à chỗ này chắc cũng là một cái tuyến đường, một cái ga metro hay sao đó, ở trước bích rồi. À, mình vòng ra đi. À, ngày xưa có một cái câu chuyện tâm linh đó cả nhà, tâm linh ở đây nè. Tức là ngày xưa ở đây là chiều chiều là cư dân ra, dân cư họ đi ra ngoài, họ thấy nhiều anh chị đi mây về gió quá. Thế là chính quyền mới lập một cái tượng địa tạng màu đen á. Nghe ai nói, sư nào nói là phải lập cái tượng địa tạng màu đen đó, thì tình hình nó sẽ đỡ hơn. Thì sau đó có lập một cái tượng địa tạng to lắm. Rồi khi mà di dời cái nghĩa địa này á, thì cái tượng địa tạng nó không bứng được nha, không làm được, không bứng được, cần cẩu rồi vô là hư hết. Cho nên là sau này á là đã đời luôn, thì có người mới nói là phải có cái người đứng đầu cái quận này nè, quận là phường thì không biết, đi khấn bái thì mới dời được cái tượng địa tạng đó. Cái tượng địa tạng thì về Quan Âm Tu Viện, Quan Âm Tu Viện ở Biên Hòa, đường giờ là quốc lộ 1K đó, gần Hóa An, gần cầu Biên Hòa đó, cầu Hóa An ở Biên Hòa đó các nhà. Thì ngày xưa cái Quan Âm Tu Viện này đó là một cái nơi có rất là có uy tín. Đây là chùa tu của một cái sư ông, là cũng là bà con với em á, kêu ông cố em bằng cậu ruột á. Thì sư ông này là một người tu hành đắc đạo, cho nên chùa này rất là nổi tiếng ngày xưa. Bây giờ thì nhiều chùa quá rồi, chứ ngày xưa mà khi nó Quan Âm Tu Viện ở Biên Hòa thì chắc nhiều người cũng biết ha. Thì ông này cũng có hoạt động cách mạng á, Giao Liên. Rồi phải mà đem về chùa đó, được chỉ thị đem về chùa đó để. Thì bây giờ nếu mà cả nhà có dịp đi viếng ở chùa đó thì có thể vô thấy một tượng địa tạng màu đen đen, là do cái tượng địa tạng từ cái công viên Lê Thị Riêng đó chuyển về. Em đi tới đoạn này thì trời bắt đầu nắng lên, nắng khá là tốt. Những cái thước phim này nó sẽ, video này nó sẽ đẹp hơn. Có bữa em đi quay thì trúng mấy bữa trời mát quá thì nó lại khỏe người, nhưng mà hình ảnh nó không đẹp. Bữa nay nắng lên là thì nhìn quý khán giả xem sẽ thấy rõ đẹp hơn. Em tới đây là chợ Phạm Văn Hai nè cả nhà. Để em quay vô chợ này coi cả nhà xem coi không có xe vô được không. Hình như không có cho xe vô, không có đường xe vô, đi bộ thôi. Đó, trong đó họ buôn bán thôi. Chợ Phạm Văn Hai buổi sáng bán quá trời, trước bán trái cây ha. Thường là ở mặt trước là bán trái cây, bán hoa rất là nhiều luôn. Chợ Hòa Hưng, xin lỗi cả nhà, chợ này chợ Hòa Hưng ha. Chợ Hòa Hưng nãy em lộn cái đường bên kia luôn, đường Phạm Văn Hai đó kia. Phạm Văn Hai nó cũng có chợ nữa. Đây bắt buộc gửi xe hết rồi, không có xe máy không có vô trong được. Đi vô một chút xíu nè, coi bà con buôn bán làm sao nè. Thấy khá là vắng ha. Này chắc đi vô đường khúc rồi xong rồi đi ra thôi. Trong đây thì bán dài bán dép là khá là vắng vẻ luôn. Bây giờ là 8 giờ mấy, 8 giờ 44 phút cũng là giờ cao điểm ha. Nhưng mà thấy buôn bán cũng vắng, không có nhiều khách lắm. Này đi vòng ngã sau nè.
60 ký coi. Chồng kia chặt quá không đi được. Chắc tới kia được. Nhìn trong lòng xây nên quên xin. Đây có đường thông đi được nè các nha. Giờ này cũng chợ không có đông lắm ha. Thấy cũng vắng vẻ. Lưa thưa. Chợ riêng hàng thực phẩm này thì người ta đi đông hơn. Chợ này chợ trung tâm cho nên là đường nó khá là chật hẹp so với những chợ khác. Ở đây em thấy là những cái quầy hàng của mấy cô này họ làm ốp gạch men á, cho nên nó không bị móc meo, đỡ hơn những cái chợ khác nè. Bữa kia em quay chợ Phú Nhuận thì nó lại không được như vậy. Tới đây hết đường đi, hoành ra thôi. Dạ. Không, em đi. Dạ. Để hoành lại. Cảm ơn anh. Nhá, người Sài Gòn đó, thấy không? Người Sài Gòn nhiệt tình không? Thấy đi là người ta chỉ cho. Thấy mình chạy chậm, ta cứ nghĩ mình đi kiếm kiếm số nhà. Chợ này thì em thấy khả quan hơn nè. À, buổi sáng này bà con buôn bán thực phẩm là buôn bán được hơn. Cho qua anh ơi. Cho qua. Cho qua anh. Dạ, cho qua cái nữa nha, xíu qua. Dạ, cảm ơn nha. Đây mấy người già có đi chợ có cái xe kéo, nhìn nó rất là hay, đỡ hơi nặng. Đây có cô này, cô đi bằng, cô đem theo cái ghế này vẽ ra ngồi được, mỗi chân là vẽ ra ngồi được. Đây bán trứng quá trời luôn. Cho qua cái ra đây thì vắng hơn ha. Đó, chợ Hòa Hưng trên đường Cách Mạng tháng 8 luôn cả nhà. Rồi bây giờ đi tiếp nữa cả nhà. Chợ Hòa Hưng thì kế đường Hòa Hưng nha cả nhà. Ở trước mặt em là đường Tô Hiến Thành. Đây là đường Tô Hiến Thành. Còn một cái đường Hòa Hưng nữa, đường Hòa Hưng chạy đó đi vô cái trại giam á. Trại giam Khám Chí Hòa. Ngày xưa trại giam Khám Chí Hòa là nổi tiếng ha. Tại vì có nhiều giai thoại lịch sử, giai thoại về cái trại giam này. Ngày xưa có những tướng cướp mà gọi là nổi tiếng mà rất là khét tiếng, nhưng mà gọi là có một cái người tướng cướp nào đó mà chuyên thoát vượt ngục rất là hay luôn. Vượt ngục rất là hay, có những người tài năng vậy đó, cỡ nào cũng vượt ngục được. Anh ta vượt ngục được cũng 4-5 lần hay gì đó. Nói chung là cũng khá thú vị đó. Nổi tiếng thời trước năm 1975 thì cũng có nhiều giang hồ rồi ha, đại ca thay rồi cũng nổi tiếng rồi.
Rồi tới đây thì video cũng dài ha. Em coi bao nhiêu phút rồi em tạm biệt cả nhà. Quay dài quá thì cả nhà coi cũng rất là mệt. Tại vì mình coi một chút xíu thôi là đã thấy nó hơi nhàm chán, mình qua chủ đề khác mình coi ha cả nhà. Mười mấy phút rồi, 19-20 phút rồi, em tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ.